Xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là những chiếc mạch lọc dành riêng cho loa chép và loa super chép, hay anh em có thể gọi là mạch phân tần, để nó cắt bỏ tần số thấp đi, nó chỉ cho tần số cao đi vào loa chép của chúng ta. Và ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn các bạn em cách sử dụng cái mạch phân tần cho loa chép rời nhé. Đây là cái chiếc mạch khi đó anh em nhận về, anh em có thể đặt chân nhé, chân để lắp vào cái để đứng như này. Còn không thì thường anh em cứ nhìn trên cái mạch này sẽ có hai đường dây, một là đường in này và hai là đường T là đấu cho loa chép, in là vào, T là chép và ký hiệu cộng trừ nhá. Một số bạn cứ hỏi em đâu là dây âm, đâu là dây dương, để anh em cứ nhìn trên mạch này này, trừ này, cộng này, rất là rõ ràng, trừ cộng, được chưa? Cộng là dây dương đấy. Thì phần T thì anh em đấu vào loa chép. Dây này thì bên cũng tất cả các mạch phân tần anh em mua tại Evo và là một đều được hàn dây bãi Nhật. Có hai loại dây, một là dây của Hitachi, đây dây của Hitachi đó, hoặc là dây của Proterio. Đây là hai thương hiệu của Nhật rất nổi tiếng, Proterio đó. Và cái dây này thì nó rất là mạnh, anh em thấy nhá, dây nó của nó nhỏ nhỏ như này thôi, nhưng mà tiếng chép nó rất mạnh. Anh em lưu ý nhá, dây chép thì anh em không cần thiết và cũng không nên, khuyên anh em là không nên đấu dây to. Dây mảnh như này tiếng chép của nó rất là mịn, rất là mạnh. Đấy, được chưa? Anh em tuốt ra. Dây âm thì anh em đấu vào cực âm của loa chép. Thường thì em sẽ hàn, nhưng mà nhiều anh em không có mỏ hàn thì em cũng hướng dẫn anh em cách đấu ở đây. Anh em vòng vào, anh em xỏ của loa chép và anh em băng băng dính đen vào là ok, cũng đảm bảo tiếp xúc rồi, được chưa? Thay vì là anh em quấn như này này, anh em quấn xoắn lại như này thì anh em quấn cho em như này nhá. Đây cũng là cái mẹo thôi, anh em quấn này, vòng vào đây này, anh em quấn một vòng vào đây đó, sau đó mình mới vòng vào con loa chép này, anh em quấn lại như này, tiếp xúc rất là tốt, được chưa? Đó chứ, được chưa? Đấy là một. Tiếp theo này em làm lại nhá, anh em tuốt dài ra một chút, anh em tuốt dài ra một chút cho dễ này, tuốt dài ra một tí này đó, anh em nhìn cái dây chép nó mịn này, anh em tuốt dài ra một chút, anh em xỏ vào cái lỗ này. Thường thì anh em sẽ vòng như này, không phải như anh em ấy, thay vì anh em xoắn vào luôn thì anh em lại vòng như này. Đây anh em lấy cái dây này, anh em vòng vào, vòng một hoặc hai vòng, sau đó anh em bẹn nó lại như này, nó cực kỳ là chắc chắn, tiếp xúc rất tốt. Đấy, thử anh em bấm nó đi đó. Như này là ok rồi, còn cảm thích thì anh em có thể băng thêm cái băng dính đen vào đây nữa, cực kỳ là chắc, được chưa? Và bây giờ anh em làm muốn lắp chân thì anh em lắp vào chân thôi. Đấy, bắt vào này, bắt ốc vít vào này, anh em lấy tua vít anh em xoáy, lấy tua vít anh em xoáy lại cho nhanh nhá, đây để em có tiện cái máy bắn vít. Ok, như vậy là anh em đã đấu xong một chiếc loa chép vào chiếc mạch phân tần. Bây giờ là chỉ việc là anh em đấu cái dây này này. Đấy, em nhìn dây chép của nó rất là mạnh, nhưng mà tiếng chép của nó rất là tơi. Đấy, anh em kẹp đấu vào âm ly hoặc là đấu trực tiếp vào loa chính của anh em mà chạy thôi. Đó, quý vị thấy. Em thấy là với mạch phân tần này nó sẽ lọc tiếng chép cho anh em mình thì rất là bén, rất là tơi. Đó, vừa rồi em vừa hướng dẫn các anh em cách đấu cái mạch phân tần, cái cách sử dụng cái mạch phân tần dành riêng cho loa chép. Bây giờ em sẽ báo giá các bạn nghe. Có hai loại, một là cái mạch phân tần T3 ở đây, đây mạch T3 này, đó tụ đỏ 400V, tụ thì nó rất là xịn nha, tụ 2.2 spirit 400V, trở đây là 15W, 10 ô cuộn cả. Đấy, và dây đấu sẵn dây cho anh em. Và loại thứ hai là mạch phân tần T5. Mạch T5 này nó sẽ nâng cấp là con tụ đen. Ở đây nó có một con tụ nữa này, em thấy này, cả mạch T3 và T5 đều có nhá, nâng cấp cái tụ đen 2.2, cũng có tụ của MKP. Em lên thấy chưa? Hai bản báo giá luôn cho các bác và anh em. Mạch phân tần T3 như này có giá là 180.000 đồng, đấu sẵn dây cho các bác và anh em nhé.
Một bộ này khi bên hàn dây mất 2 mét dây, mỗi một mạch mất 1 mét là 2 mét. Và dây bãi nhật này thì anh em nếu như mua lẻ nhé, hơn 20 nghìn một mét. Các bạn anh em lưu ý cho. Chẳng qua ở đây là bên tận dụng được có cái nguồn dây bãi, khi bên đi qua dây dẫn này rất là nhiều cũng nguồn dây bãi rất thừa, thì bên hàn là mạch cho anh em để tận dụng. Chứ còn mua dây này mà mua nhập về mà hàn cho anh em thì đảm bảo lỗ vốn. Đấy. Còn mạch T5 tụ đen này này có giá là 220.000 đồng một cặp, đổ sẵn dây cho các bác và anh em. Còn anh em nào lắp thêm chân chân sắt này này thì thêm 30.000 nhé, có cả ốc vít đi kèm luôn. Đấy. Và em cũng lưu ý thêm là giá vừa rồi em bán không bao gồm cước vận chuyển, phí giao hàng toàn quốc là 30.000 đồng. Các bạn anh em nhận hàng kiểm tra đúng hàng đúng mẫu mã chất lượng như này mới phải thanh toán nhé, vì sản phẩm bán sát giá nên là bên em không bao ship, em nhắc lại. Được chưa? Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo.